Hôm nay tôi sẽ chia sẻ những cái rối bời của chị Nguyễn Phương Hằng. Vì nhiều người ủng hộ mình quá, chị mất kiểm soát, không biết đâu là đúng, đâu là sai. Các bạn cũng biết là chị chia sẻ về bé Hằng Hữu. Khi mà đến trường, cô giáo kêu lên tả về mẹ. Cháu khóc, không biết tả về mẹ như thế nào, vì mẹ cháu đang ở trong lao lý. Và cô giáo kêu bố cháu đón cháu về. Chị chia sẻ, mọi người cảm động và mọi người thấy cái mâu thuẫn trong lòng của cháu. Và đây cũng chính là cái người con mà chị giao cho cái việc thiện nguyện sau này để cháu giúp ích cho xã hội và giúp đời. Thế một ngày nào đó mà cháu nhận ra là mình đang làm việc tốt cho xã hội, cho cộng đồng, nhưng không thể nào làm được cái việc mà cứu mẹ mình ra khỏi vòng nao lý đau thương. Và hôm nay chị lại đấu tố tiếp, không may chị sảy chân. Thì đây là một cái điều mà mâu thuẫn cho bé Hằng Hữu. Cháu sẽ không biết mình phải nên làm thế nào. Và trong khi đó chị còn chồng và còn mẹ già. Thế nên chị không thể nào chơi không chạy, chồng là chung. Khi mà chị chung là chị mang đi tất cả những cái yêu thương của gia đình và mọi người vào vòng năm ý. Và mọi người ngay trở về chào đón chị với tất cả yêu thương, thậm chí cả các bác ở bên trên và những cái người không thích chị, họ cũng chào đón hân hoan, mong chị về sống sum vầy hạnh phúc. Thế ngày hôm nay chị lại nói chị chơi không chạy, chật là chị chung. Và hai nữa là chị nói thương cảm và vô cảm trong cái ngày 20. Thế thì chị gieo cho mọi người cái yêu thương mến chị. Thế xong rồi họ thương cảm chị. Trong khi đó là chị đi vào lao lý. Chị vô cảm với tất cả những cái người đang quý mến, yêu thương chị. Thế nên có những cái câu nói của chị là trong cái đúng có cái sai, trong cái sai có cái đúng. Chừng nào mà chị nhận ra được cái việc này, vì chị nói là mọi người yêu Phương Hằng tôi là yêu nước, yêu Phương Hằng tôi là thương dân, và những người ủng hộ tôi là những cái người chính nghĩa. Cũng chính về điều này, những người fan ruột của chị, khi mà chị chia sẻ lên án bất cứ một người nào thì họ đều đem lên, không cần biết, chỉ cần biết là người này chị lên án là họ tìm mọi cách để chửi người ta bất chấp, không cần phải phản biện, không cần biết đúng sai, chị nói là đúng. Và ngay ở trong cái thời điểm mà cái câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ, chị nói nửa vời là cái đúng cái sai của thầy Thích Minh Tuệ, thì một số fan của chị đã lên đây chửi cái thằng ôm nồi cơm điện, nó đi ra ngoài đường mà ngưỡng mộ làm cái gì. Và sau này chị nói là thầy Thích Minh Tuệ tốt, thì bắt đầu mọi người thôi, thì đây không phải là mọi người đang theo chị. Và những cái người nào mà ủng hộ chị mà quay xe hoặc không ủng hộ nữa thì họ cho đó là những cái kẻ lật mặt. Họ lôi ra, họ phỉ báng. Không cần biết, chỉ cần mày không ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng là mày là lươn, đã gieo vào trong đầu của họ. Thế nên là họ bất chấp. Và điều này chị không nhìn ra, và xã hội những người trung lập họ đều nhìn ra là trong cái người mà ủng hộ chị có người có lý lẽ, thế nhưng có rất nhiều người lợi dụng khoác lên cái áo là mình chính nghĩa và ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng. Thế nên là hôm nay chị nói là tôi quất không trượt phát lại. Và hai nữa là Phương Hằng tôi
chơi là không chạy. Đây là chị đang vô cảm với tất cả những người quý mến yêu thương chị. Nếu chị dính vào Nam Lý một lần nữa thì chị có phải là mang yêu thương tất cả của mọi người vào trong Nam Lý. Và tôi có một người bạn, người em, đó là chị Kim, chị Hoàng Kim, ngày đêm thương nhớ chị, xót cho chị. Chị ấy khóc hàng đêm vì chị ấy tiếc thương chị. Thế thì ngày hôm nay chị lại tiếp tục đấu tố, chị lại mang đi những cái yêu thương của họ một mình chị. Đây không phải là cái câu chuyện của một mình chị nữa. Chị đã gieo lên những cái yêu thương cho chị thì chị phải có trách nhiệm, chứ không thể nào chơi tất tay được. Và ngày hôm nay tôi dành cho chị 4 câu thơ, tôi nghĩ là nó rất chi là thích hợp ở cái thời điểm này. Hãy lặng im, chợt tim chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy nước hồ réo, để nghe tơ liễu du trong gió, để cho nhân quả định nghĩa đúng sai. Ở thời điểm này, và chị nói một cái câu mà tôi rất chi là tâm đắc, đó là thương tôi cũng phải phục, ghét tôi cũng phải phục. Thế nhưng hôm nay tôi trả lại chị một câu, cho dù thương hay ghét thì họ đều không muốn chị dính vào Nam Lý. Kể cả những cái người mà chị đang đấu tố, họ đều muốn chị sống cuộc sống yên vui. Và đâu đó họ nhìn được chị là một cái người có tấm lòng bác ái, giúp đời. Hôm nay chị lại trượt lại trên cái sự tung hô. Chị lại mang đi những cái yêu thương của mọi người. Như vậy tôi mới nói là trong cái đúng có cái sai, trong cái sai có cái đúng. Và hai nữa là mọi việc đã đủ rồi, đã qua rồi. Tôi mong mọi người yêu thương chị Nguyễn Phương Hằng đừng tung hô nữa. Và mọi người ghét chị Nguyễn Phương Hằng thôi cũng đừng công kích chị nữa. Cuộc đời con người có sai có đúng, hoan hỷ đi. Và tôi cũng mong là chị cũng ngưng lại toàn bộ đấu tố. Thì ông Năm Băm và mọi người là xã hội cũng đã biết rồi, chị cũng hoan hỷ đi. Và tất cả những cái bất lợi đang đứng về chị, vì chị là một cái người đang ở trong cái thời gian thử thách, những người yêu mến chị, những người mà chị được giúp đỡ, họ nghĩ gì khi mà nhận những cái đồng tiền của chị, trong khi đó chị dính vào Nam Lý nên rất mâu thuẫn với họ. Thương cảm hay vô cảm đều do chị tạo ra. Chúc tất cả tình yêu sức khỏe nhé.